Xin chào khán giả của Audio Hà Nội TV. Thưa quý vị, chắc hẳn đã là một audiophile giàu kinh nghiệm thì đều hiểu được một điều. Một chiếc phono preamply rất quan trọng với chiếc mâm đĩa than. Một chiếc phono preamply tốt là thực sự cần thiết để mâm đĩa than có thể trình diễn một cách hoàn hảo và thể hiện được hết giá trị của bản nhạc. Hãng sản xuất thiết bị âm thanh đến từ nước Mỹ, Vista Audio đã sản xuất ra nhiều mẫu phono preamply nhỏ gọn với khả năng tương thích với cả kim, đĩa than MM và MC. Trong chương trình ngày hôm nay, Audio Hà Nội TV xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc phono preamply Vista Audio Phono 1 MK2, một kết quả của sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng hỗ trợ kim đĩa than cực tốt và sở hữu mức giá hấp dẫn, sẽ là thiết bị audio đầy hứa hẹn với các tín đồ đam mê mâm đĩa than. Xin chào các bạn, có thể nói những sản phẩm mà thương hiệu âm thanh Vista Audio đến từ Mỹ sản xuất luôn được thiết kế theo phong cách tối giản và sở hữu một ngoại hình vô cùng nhỏ gọn. Và chiếc Phono Preamply Vista Audio Phono 1 MK2 cũng không ngoại lệ. Sở hữu kích thước chiều dài là 102mm, chiều rộng 32mm và chiều cao là 57mm. Phono 1 MK2 vô cùng nhỏ gọn và tiện lợi, giúp người sử dụng có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trong phòng. Tạo hình của chiếc Phono Preamply Vista Audio Phono 1 MK2 cũng là hình hộp chữ nhật vuông vắn, giống như người anh em trong dòng là Preamply Vista Audio Spark. Khung máy này được làm bằng thép không gỉ, cứng chắc và có độ bền cơ học cao. Màu sơn đen tuyền cũng được lựa chọn để hoàn thiện vỏ ngoài của sản phẩm, giúp cho chiếc phono preamply này dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách nội thất và nhiều hệ thống âm thanh khác nhau. Phono preamply Vista Audio Phono 1 MK2 có thiết kế khá đơn giản và dễ sử dụng. Với logo Vista Audio khá lớn ở mặt trước, mặt trên gồm một đèn LED tín hiệu và dòng ghi chú cho các cổng kết nối và các công tắc nguồn. Lần lượt mặt sau từ phía trái qua phải là công tắc nguồn, hai bộ cổng nguồn output và input cùng ổ cắm nguồn. Đối với những quốc gia sử dụng mạng điện 220V đến 240V, người dùng sẽ cần sử dụng thêm adapter tạo nguồn điện xoay chiều 12V để chạy thiết bị. Nhà sản xuất đã thiết kế để chiếc Phono Preamply Vista Audio Phono 1 MK2 là chiếc âm ly tiền khuếch đại 2 kênh, vật liệu, linh kiện, lắp ráp cũng như công nghệ chế tạo đều có chất lượng cao, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nhất để đảm bảo tạo ra một sản phẩm có đầy đủ những ưu điểm và khả năng khuếch đại tín hiệu một cách chính xác. Phono Preamply Vista Audio Phono 1 MK2 được tích hợp mạch công suất Grad A, mặc dù hiệu suất khá thấp, chỉ khoảng 25%, nhưng đem lại âm thanh ngọt ngào và trung thực. Độ khuếch đại preamply dao động trong khoảng từ 40 dB đến 70 dB và trở kháng đầu vào là từ 10 ohm đến 47 kilo-ohm. Sự khác biệt lớn nhất ở đây là tất cả hiệu chỉnh đều được hãng thiết lập sẵn, chứ không cho phép người dùng tự tùy chỉnh như trên Phono Preamply Vista Audio Phono 2. Sự ra đời của chiếc âm ly tiền khuếch đại dành cho đầu đĩa than này là một bước tiến quan trọng trong công nghệ Phono Preamply thu nhỏ chất lượng cao của Vista Audio. Dựa trên cùng cấu trúc thiết kế của phiên bản đầu tiên và những sửa đổi bổ sung của phiên bản Phono 1+, phiên bản MK2 đem đến khả năng trình diễn ấn tượng hơn và khả năng sử dụng linh hoạt hơn do tương thích được với kim chuẩn MC. Bộ tiền khuếch đại của Phono 1 MK2 được thiết kế để tối ưu hóa cho các kim đĩa than của người dùng. Nên nếu các thông số quan trọng như trở kháng đầu vào và độ khuếch đại cần phải thay đổi, quá trình này được thực hiện rất đơn giản. Chỉ cần bỏ 4 ốc vít ở phần nắp đáy và lắp các điện trở thích hợp vào bảng mạch. Các điện trở này có thể thay đổi để tối ưu hóa hoạt động cho các kim đĩa than khác nhau. Trên trang chủ của thương hiệu Vista Audio có một bảng hướng dẫn khá chi tiết để hướng dẫn người sử dụng cách lắp đặt điện trở phù hợp với một vài loại kim đĩa than thông dụng. Để đảm bảo chất lượng tín hiệu, kết nối đầu vào và đầu ra của Phono 1 MK2 đều là kết nối trực tiếp. Trên mạch tín hiệu, nhà sản xuất đã thiết kế để không sử dụng tụ điện. Và để loại bỏ dòng điện một chiều xuất hiện trên mạch điện xoay chiều là một trong những nguyên nhân gây ra méo tiếng, thường tạo ra do lỗi của bộ chỉnh lưu từ dòng điện xoay chiều sang một chiều. Sản phẩm sử dụng mạch hủy bù chủ động cũng nằm ngoài đường tín hiệu. Thưa quý vị và các bạn, để đánh giá một âm thanh có tốt hay không, người ta thường quan tâm đến độ trung thực của âm thanh. Phono Preamply Vista Audio Phono 1 MK2 với dáng hình nhỏ gọn và khả năng kết nối với đa dạng các loại kim đĩa than cùng với mức giá hợp lý sẽ chinh phục cả những khách hàng khó tính với những yêu cầu rất khắt khe. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Audio Hà Nội TV.